Vâng, này xin được chào toàn thể các bác. Thì như các bác đã từng xem trên kênh thì đơn vị bên em thì chuyên cung cấp về vật tư cho ngành nuôi ong. Nhưng mà tuy nhiên là cái video ngày hôm nay thì thứ nhất là xin phép các bác đăng ký kênh và các bác xem cái video của ngày hôm nay. Là em sẽ giới thiệu về cái cây trồng là cây vú sữa. Các bác có thể thấy ở trên video hình ảnh đây. Thứ nhất là giới thiệu các bác này. Thứ hai là các bác nào có nhu cầu về mua cây giống thì các bác có thể liên hệ bên em để đặt cành, cũng như là tại thời điểm bây giờ thì bên em chiết vừa rồi nó dư ra một số cành, bây giờ thì còn hơn 100 cành các bác nhé. Đấy, các bác nào có nhu cầu mua tại thời điểm bây giờ, tức là tháng 4 của âm lịch này, thì cành được cắt rồi, em còn dư hơn 100 cành như thế này, rễ rất là già rồi, thì các bác có thể liên hệ sớm để mua. Đấy, địa chỉ nhà em thì ở Tân Yên, Bắc Giang. Đấy, các bác ở gần khu vực Lạng Giang hoặc là khu vực Yên Thế hoặc là khu vực Sơn Động, Lục Ngạn có nhu cầu trồng cái cây ăn quả là cây vú sữa này thì đang tầm cắt rất là đẹp này các bác này. Đấy, thì các bác mà đã từng làm vườn hoặc là từng biết đến cái cây vú sữa này ấy, thì vú sữa thì nó có hai loại các bác nhé. Một loại là vú sữa tím, đấy, thân to, cây cao. Một loại là vú sữa trắng. Đây, ví dụ như cái quả này nha em. Thì đây như này được gọi là vú sữa trắng này. Quả này là chín rồi. Đấy, cái loạt đầu ấy, quả nó chín thì nó to như này. Cây nhà em là cái giống này là quả rất là to. Đấy. Bác có nhìn trên video quả này là chín này. Chín thì nó chuyển sang màu này nhé, nó không phải màu tím. Thì cái cây vú sữa này ấy, thì sau khi quá trình mà trồng được khoảng 7 năm khai thác, năm nay năm thứ 7 từ lúc trồng, thì em thấy là như này. Thứ nhất là cây này nó rất là dễ trồng. Đấy, lá thì nó xanh, không bị sâu bệnh gì cả, nói chung không phải phun một cái gì. Đấy, các bác cứ ví dụ lúc quả này thì tỉa thưa cành đi là tự nó khác, nó đỡ sâu bệnh. Nó chỉ có bị ruồi vàng thì các bác có thể điều trị đơn giản thôi. Thế còn nếu mà nói về lộc lên, cái lộc lá non ấy lên thì các bác thấy không bao giờ bị sâu, lúc nào nó cũng xanh mướt như này. Thì đấy là cái ưu điểm. Thì cái cây này ý, vừa trồng làm cây bóng mát được này, vừa làm trồng làm cây khai thác lấy quả như này. Đấy, vừa được hai tác dụng luôn. Trồng nay mai khai thác rồi vẫn có thể bán được quả, vẫn có thể bán được cây. Ví dụ như vừa rồi em bán một loạt cây ở đây thì em bán xô, em bán có 2 triệu một cây thôi. Đấy, cái tầm này, đây cái tầm gốc này. Thì cái cây này thì thực ra nó cũng không phải là cái cây em trồng để khai thác làm cây bóng mát, cho nên là nó không được cái thoát cái tán, chứ còn không thì phải bán được tầm độ khoảng 3 đến 4 triệu một cây gốc to bằng này. Đấy, cây bằng này bây giờ giá dao động trên thị trường cũng tầm đấy, thì theo em được biết là như vậy. Thì cây những cái cây thẳng và đẹp, ví dụ như cây phía trước này. Đây này, cái cây này nó thoát một cái thân này lên. Đấy, thì cái thân đấy là bây giờ các bác có nhu cầu mua thì em cũng bán. Thì đấy, các bác có thể thấy được cái tác dụng của việc trồng cây vú sữa này rất là hay. Thứ nhất là rất là phù hợp với lại miền Bắc. Đây, miền Bắc quả cũng rất là to. Ở nhiều các bác thắc mắc là bảo là sao tôi trồng nó không dưa ra quả. Thì đấy là các bác trồng cái giống mà họ chỉ làm cây bóng mát thôi. Thế còn giống này là giống ăn quả, quả nó to như này. Cái loạt đầu ấy thì bao giờ nó to, bây giờ nó chín đến loạt 2 rồi. Cái ưu điểm nữa của nó là cái thời kỳ mà nó chín quả này này thì nó rất là ít các cái loại hoa trái trong tự nhiên. Ví dụ như là vải thiều thì chưa kịp chín. Đặc tính của cây này nhá là cứ vải thiều mà cái cây vải sớm ấy, vải chín sớm ấy bắt đầu ra hoa đậu quả loạt đầu thì là quả vú sữa này sẽ chín loạt đầu, chín bói thôi. Thế còn đến tầm vải chín thì là cái cây này sẽ chín hết quả các bác nhé. Tức là thời gian chín nó dài, vặt tỉa dần dần bán và giá thị trường hiện nay thì cũng rất là ok. Đấy, nhà em vừa rồi cũng khai thác được hơn 1 tấn quả thì cũng vừa bán hết rồi. Tổng vườn nhà em là có hơn 100 cây các bác nhé. Đấy, thì cái loạt đầu này là bây giờ là sang năm thứ 7 rồi. Sang năm thứ 8, năm này sang năm tới là khai thác là gọi là năm thứ 8. Đấy, còn loạt đằng kia thì mới trồng sau cây nó bé hơn. Thì những cái cành rất là đẹp đây, bây giờ em sẽ cắt một cái cành này cho các bác này. Ví dụ cái cành này nhá, em sẽ cắt rất là đẹp luôn. Giá thì tùy theo đợt các bác nhá. Đợt này thì tại vì em đang dư cành ấy, cho nên là em bán giá là 50.000 một cành. Chứ đợt trước là em bán là đợt hàng đặt là 70.000 một cành các bác nhé. Nó tùy vào cái thời điểm và tùy theo cái nhu cầu của nhà vườn. Thế còn các bác có thể liên hệ để
để ép giá tùy thời điểm nhà vườn bán ra cũng như là thị trường thôi. Đấy, các bác thấy cảnh rất là to đẹp này, em sẽ phải tỉa bớt những cái thân này đi vì mới trồng thì mình cũng không có để tán này đâu, cắt bớt đi. Vẫn còn quả này, còn phải cắt quả đi chứ cũng chả để được. Đây, các bác thấy một cảnh này rất là đẹp về trồng như này. Đấy, các bác nào mà trồng cây bóng mát thì cắt bỏ cái cành này đi, trồng thẳng ngọn lên, nhưng mà đầu tiên là cứ trồng cho nó sống đã. Còn dễ đây các bác này, dễ bện vào nhau này, trồng chăm sóc kỹ, tưới nước như cẩn thận thì là mùa này không sợ chết đâu. Ok, thì đấy là vừa rồi em đã chia sẻ về cái cây trồng vú sữa cũng như là giới thiệu các bác về cái cây trồng này. Đây là vườn tại vườn luôn. Em xin nhắc lại cái địa chỉ của nhà em là ở Tân Yên, Bắc Giang. Đấy, các bác nào ở khu vực quanh huyện Bắc, quanh tỉnh Bắc Giang hoặc là vùng lân cận Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Hà Nội, mà những trang trại mà có nhu cầu muốn mua cây vú sữa giống thì liên hệ bên em. Đấy, cung cấp. Nếu mà nhà em không đủ thì nhà em còn một cái khu vườn khác nữa ở một trang trại cung cấp đủ giống cho các bác. Số lượng lên tới vài nghìn cành cũng có thể là qua trung gian em sẽ đặt cho các bác luôn. Đấy, giống thì là các bác thấy quả đây. Cũng không nói sai, rất là sai là vừa rồi đấy. Cắt một cành này đi, nhưng mà cành này được cắt rồi em cắt bỏ đi. Đấy, rất là sai, rất là tiếc ấy, nhưng mà làm cái video này em cũng cắt luôn cái cành này cho tiện, đỡ phải các bác đi. Như cái cây này các bác là chùm như chỗ này cũng phải đến tầm độ khoảng 3 kg quả. Đấy, như này là chưa chín được các bác nhá. Đấy, không chín thì mi nhưng lấy được, chưa chín là không ăn được đâu. Chín thì nó phải như này này. Đây, màu nó như này thì là chín này. Còn nó như kia là xanh, chưa ăn được đâu. Cái giống này đặc biệt là phải chín cây như này mới ăn được. Quả rất là to, cái loạt đầu thì nó sẽ to như này. Gọi là quả bé thôi các bác ạ, nhưng mà em nói thật là bé của vườn cái giống này thì nó cũng là to của các cái vườn khác. Đây, ví dụ hàng tím thì nó chỉ bé bằng này thôi. Đây là những cái quả bé rồi. À, đẹp không? Bây giờ xin phép các bác nhé, em sẽ cắt tỉa những cái cành, cắt một số cành này đi. Hiện thì em còn dư hơn 100 cành. Đấy, các bác nào có nhu cầu mua mà xem được cái video này của em thì alo cho bên nhà em theo cái số điện thoại cạnh cái tiêu đề này. Đấy, các bác cứ kéo xuống thấy cái số điện thoại các bác điện. Đấy, nếu còn cành thì em báo còn. Mà hết thì các bác đặt thì em lại tiếp tục chiết cành để bán các bác nhé. Rồi em xin cảm ơn.